Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Ngày 11 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra quân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp Tết Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân năm 2024, kéo dài từ ngày 11 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2024. Ngay từ buổi sáng, các đội cảnh sát giao thông như Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương và trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng PC08 phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, công an thành phố Thủ Đức và công an huyện Bình Chánh đã đồng loạt xuống đường thực hiện nhiệm vụ. Theo ghi nhận, tại các chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 ở huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, từ xe máy, ô tô, xe tải đến xe khách. Đáng chú ý, trong buổi ra quân này, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, nhấn mạnh rằng tất cả cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật khi tiếp xúc với người dân. Kế hoạch kiểm soát giao thông cả nước do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tập trung vào việc kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ và các lỗi vi phạm khác. Mục tiêu chính là ngăn chặn các nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm khác trên đường. Công tác này sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Đối tượng chính trong đợt kiểm tra sẽ là các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường quan trọng như cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra xử lý vi phạm liên tuyến. Đối với giao thông đường thủy, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các đối tượng vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông và các hoạt động du lịch, lễ hội trên đường thủy nội địa. Còn trên các tuyến đường sắt sẽ có sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông và ngành đường sắt để kiểm tra việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông, đặc biệt là tại các đường ngang và lối đi tự mở. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ chú trọng đến công tác thường trực, ứng trực để kịp thời huy động lực lượng phân luồng điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ. Chiều mùng 5 tháng 1, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2024, cũng như các vụ án trọng điểm. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an đã phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Sau 15 ngày triển khai kế hoạch cao điểm, từ 15 tháng 12 đến 29 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an đã tập trung tấn công, trấn áp có tổ chức, tội phạm có liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật và các loại tội phạm khác, tăng cường đấu tranh các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, tổ chức và sử dụng ma túy, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, các lĩnh vực trọng điểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. So với 15 ngày trước cao điểm, đợt cao điểm tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt, trong đó tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,75%. Công an đã điều tra khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 3.544 đối tượng, trong đó khởi tố 103 vụ, bắt 191 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, phát hiện xử lý 1.379 vụ, 6.032 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc, bắt, vận động đầu thú, thành loại 192 đối tượng truy nã, phát hiện 2.447 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, 38 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Bộ Công an cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đã tổ chức vận động thu hồi 2.121 súng, tăng 61%, 8.919 viên đạn, 3.450 vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ các loại, 283 kg pháo nổ, phát hiện 581 vụ, 875 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 11,26 tấn pháo nổ, đã phát hiện xử lý hơn 145.841 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 30.560 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ,
Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm. Thông tin ghi nhận từ báo Tin Tức, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, vi phạm trật tự giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép. Lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định, các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ Tết, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định. Hà Nội chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra, ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo có phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với các cơ quan liên quan không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, cảng hàng không, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị, trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại, hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao, xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ra soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên về quê đón Tết. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông, tổ chức trực, phân công người có thẩm quyền trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những ngày cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Ngày 1 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an thông tin các tổ công tác của C08 đã triển khai ở nhiều địa phương, trực tiếp kiểm soát hơn 80.000 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an các đơn vị địa phương, lập biên bản xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 2.700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử lý hơn 30 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Cũng trong thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đến nay, đã xác định 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ lãnh đạo, công chức, công an, bộ đội, nhà báo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng C08 cho biết, ngoài xử lý theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm xử lý theo quy định. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng xe thông tin lưu động, cảnh báo đến các khu dân cư, khu vực tập trung nhiều người để người dân biết và thực hiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức. Trong tối 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh và tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chốt chặn kiểm tra ở nhiều địa bàn,
phát hiện nhiều sinh viên vi phạm nồng độ cồn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.